Tiền của người nào là dễ kiếm nhất? 1. Tiền của đàn ông háo sắc. 2. Tiền của phụ nữ yêu thích sắc đẹp. 3. Tiền của người nghèo đột nhiên giàu có. 4. Tiền của người giàu sợ mất. 5. Tiền dành cho việc giáo dục trẻ em. 6. Tiền của kẻ lười biếng muốn tiết kiệm công sức. 7. Tiền của người cô đơn dành cho thú cưng. 8. Tiền của người già vì sức khỏe. Muốn kiếm tiền, hãy nhớ một khẩu quyết: phụ nữ sợ xấu, trẻ em sợ ngu, người già sợ mất, đàn ông sợ thất bại. Bắt lấy điểm yếu của con người, đó là cơ hội kiếm tiền dành cho bạn. Nói thế thôi chứ tiền chưa bao giờ là dễ kiếm cả. Với xã hội người khôn của khó như hiện nay thì càng khó hơn. Nhưng khi bạn đọc cuốn sách Biến Mọi Thứ Thành Tiền, bạn sẽ nắm được những bí quyết giúp bạn kiếm tiền dễ dàng hơn, giúp bạn thoát nghèo để đạt được thành công và giàu có thực sự. Biến Mọi Thứ Thành Tiền là cuốn sách xoay quanh chủ đề tài chính cá nhân. Đây là vấn đề đang được nhiều người, trong đó có các bạn trẻ đặc biệt quan tâm. Cuốn sách định hướng người đọc về cách kiếm tiền, tư duy làm giàu, cách áp dụng những phương pháp làm giàu vào cuộc sống và phát triển bản thân. Bí quyết giúp bạn thoát nghèo để đạt được thành công và giàu có thực sự ở đây không phải là công thức cho tất cả mọi người. Cuốn sách chỉ ra cho bạn phương thức, công cụ phù hợp đạt được cơ hội chiến thắng là hiểu chính bản thân mình. Chỉ vài chục nghìn bạn đã sở hữu một bí quyết giúp bạn kiếm được ra tiền. Tôi tin cuốn sách sẽ không làm bạn thất vọng đâu ạ. Hãy đọc nó nhé. Sách hay có tại giỏ hàng, mời bạn đón đọc.